Nhật Bản xả nước thải hạt nhân ra Thái Bình Dương. Bạn nghĩ gì về điều này? Nước bị ô nhiễm hạt nhân chứa tới 64 nguyên tố phóng xạ, hơn 70% trong số đó vượt tiêu chuẩn, không có cách nào để loại bỏ nó hoàn toàn. Một khi các nguyên tố phóng xạ này đi vào đại dương, sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho sinh vật biển. Carbon lan rộng vào sự sống các sinh vật, rồi ảnh hưởng đến sinh thái đại dương. Nước thải 1.200 ngày sẽ bao trùm toàn bộ Bắc Thái Bình Dương và dĩ nhiên cuối cùng nó sẽ lan tới bàn ăn của con người. Nghiên cứu năm 2012, khi con bướm tiếp xúc với bụi phóng xạ, sẽ đột biến gen. Có khoảng 12% số lượng bướm tiếp xúc trầm tích, làm đôi cánh teo lại, mắt cũng bị tổn thương. Đời con thì 18% đột biến, đời cháu là 34%. Phát hiện ra tác hại lớn đến sự sinh sản của thế hệ tương lai. Nhật Bản đã họ mạo hiểm sử dụng hệ thống làm mát bằng nước biển cho các lò phản ứng hạt nhân, nhưng kết tụ đến 1,5 triệu tấn nước nhiễm hạt nhân. Bạn nghĩ gì về thế hệ con cháu chúng ta sau này? Khi mà việc xử lý nước thải phóng xạ chỉ ở mức tối thiểu để xả thô vào Thái Bình Dương sẽ kéo dài từ trên 35 năm.